Xin thỉnh an Thái tử Điện Hạ, thỉnh an Dương Phi, thỉnh an Tào Vương. Con mèo mà bệ hạ thích nhất không thấy đâu nữa. Có người nhìn thấy nó chạy vào điện hàm chỉ của các ngươi. Ta đưa bọn họ đến tìm mèo. Các ngươi vào trong tìm mèo. Ta cùng Thái tử Tào Vương vào trong ngồi đợi. Dương Phi, tài nhân nhà nô tỳ không được khỏe, cho nên thức dậy muộn. Mời hai vị Điện Hạ và Dương Phi đợi một lát. Đợi tài nhân nhà nô tỳ chuẩn bị xong rồi, Dương Phi và Tào Vương vội vã tìm đến cửa. Là ai hãm hại chúng ta không nói cũng rõ. Ta ra ngoài trước nghĩ cách cản trở bọn họ. Tầm điện này chỉ có một gian bé như thế, giấu cũng không giấu được. Lát nữa huynh thấy thời cơ thì hành động, nghĩ cách thoát thân đi. Mẫu tử Tào Vương đến là có sự chuẩn bị. Muội muốn cản trở bọn họ quả thực không dễ. Tầm điện này chỉ có một lối ra, ta muốn ra ngoài khó càng thêm khó. Không ngờ Bùi Hành Kiệm ta một thân võ nghệ lại bị kẻ gian ép đến mức bất lực như thế này. Không dễ cũng phải thử, không thể cứ ngồi đây mà chờ chết được. Có lại phải xông lên. To gan lắm, dám ở đây ngáng đường bọn ta, còn không mau tránh đường. Tỷ tỷ, bị nương bái kiến tỷ tỷ và hai vị điện hạ. Không biết tỷ tỷ và hai vị điện hạ sáng sớm đến điện hàm trì là có điều gì chỉ giáo, chi bằng vào trong sảnh ngồi dùng chút trà, lát nữa chúng ta lại nói chuyện tiếp. Sáng nay con mèo bệ hạ yêu thích nhất biến mất rồi, có nô tỳ nhìn thấy nó chạy vào tầm cung của muội. Ta muốn đi vào tìm mèo. Mèo? Bị nương vừa từ trong phòng đi ra không hề thấy con mèo nào. Có lẽ con mèo đó chạy ra chỗ khác rồi. Mời tỷ tỷ và hai vị điện hạ đến sảnh ngồi dùng trà. Muội sẽ bảo tất cả người của điện hàm trì giúp tỷ tỷ tìm mèo. Còn ngây ra đó làm gì? Mau đi đi. Vâng. Đợi đã. Đó là con mèo mà bệ hạ yêu nhất. Lỡ như xảy ra sai sót, một tài nhân nho nhỏ gánh nổi không? Ta muốn tự mình vào tìm. Tầm điện vẫn chưa dọn dẹp. Sức khỏe của mỹ nữ hôm nay không cho phép nên thức dậy muộn. Bây giờ tầm cung vẫn không tiện cho người ngoài vào. Nếu như tài nhân cảm thấy không tiện, Dương Phi và thập tứ đệ vẫn là cùng ta đứng đợi ở ngoài đi. Ta tin là võ tài nhân nhất định thay Dương Phi tìm được mèo. Võ tài nhân là chủ nhân của điện, nhất định sẽ quen đường hơn. Tìm mèo sẽ thuận tiện hơn. Thái tử vừa rồi còn nói tìm mèo cho bệ hạ để làm tròn chữ hiếu, giờ đây sao lại đứng ra ngăn cản vậy? Nếu như không tìm lại được, lúc đó bệ hạ trách tội, thái tử sẽ chịu trách nhiệm sao? Xin thỉnh an Dương Phi và hai vị điện hạ, tham kiến võ tài nhân. Nô tài đến để lấy y phục mà người muốn sửa để đưa về thượng phục cục. Tiểu đậu tử đến cũng đúng lúc thật đấy. Sao mà ở đâu cũng có ngươi vậy? Hôm nay điện hàm trì này đúng là náo nhiệt thật đấy. Nô tài đúng là có phúc khí thật, gặp được Dương Phi và hai vị điện hạ ở đây. Có cơ hội sẽ đến thỉnh an các vị. Thượng phục cục còn rất nhiều việc phải làm. Nô tài xin lấy y phục rồi đi trước. Võ tài nhân, nô tài biết yêu cầu của người, nhất định sẽ theo như ý của người sửa lại từng cái một. Xin người yên tâm. Ta không hề gọi tiểu động tử đến lấy y phục đi sửa. Hắn nói biết yêu cầu của ta hình như là ám chỉ chuyện khác. Lẽ nào là đặc biệt tới đây giúp đỡ? Nhưng mà làm sao hắn biết được ta có chuyện khó xử? Ta tin được hắn không? Y phục đã chuẩn bị xong rồi, ở trên mấy cái giá đấy, ngươi vào lấy đi. Vâng. Là ta. Cô đừng hiểu nhầm, cũng đừng hét lên. Chuyện không phải như cô nghĩ đâu. Ta và võ tài nhân bị người khác hãm hại. Ta biết rồi, huynh không cần giải thích. Ta phải giải thích, cô nhất định phải tin ta. Ta tin huynh. Không kịp để giải thích nữa đâu. Ta tin huynh, huynh cũng phải tin ta. Tiếp sau đây huynh nhất định phải nghe ta. Bây giờ việc cấp bách là phải cứu huynh ra. Cô mau chóng rời khỏi đây đi, ở đây vô cùng nguy hiểm. Mẫu tử Tào Vương lại có chuẩn bị mà tới không được, ta phải cứu huynh.
Ta không thể để cô gặp nguy hiểm được. Không được, ta nhất định phải cứu huynh. Đến lúc dùng đến thân phận nữ nhi của ta rồi. Huynh có muốn chứng minh ta là nữ nhi không? Ta chỉ là đi vào tìm mèo. Võ Tài Nhân ngăn cản hết lần này tới lần khác. Không lẽ trong tầm cung có chuyện gì không thể để người ta biết được, sợ ta và Điện Hạ nhìn thấy? Muội càng như vậy thì ta càng phải vào xem trong tầm cung này rốt cuộc đang có chuyện bẩn thỉu gì. Lời này của tỷ tỷ là có ý gì? Đây là đang đổ oan cho Mỹ Nương sao? Tỷ tỷ mới sáng sớm đưa hai vị điện hạ tới đến điện của muội đòi xông vào, rốt cuộc là đi bắt lỗi hay là đi tìm mèo? Hôm nay nếu như để tỷ mượn lý do đi tìm một con mèo lục soát tầm cung của muội, thì nỗi sỉ nhục này Mỹ Nương sau này làm sao sống tiếp ở trong cung đây? Võ Tài Nhân đừng hiểu nhầm, thực sự là vì con mèo đó là bệ hạ thích nhất. Mẫu thân ta cũng là vì vội vàng, lại cũng có cung nữ tận mắt nhìn thấy mèo đã đi vào tầm cung của người. Võ Tài Nhân rộng lượng để cho mẫu thân của ta vào tìm đi. Nếu như tìm không thấy, ta xin thay mặt mẫu thân tạ lỗi với Võ Tài Nhân. Theo ta thấy, Võ Tài Nhân có lòng muốn thay bệ hạ tìm mèo, cũng sốt ruột như Dương Phi. Nhưng điện hàm chỉ này nếu như để người ngoài vào tìm, e là sẽ có chút không tôn trọng Võ Tài Nhân. Nếu như chuyện này truyền ra, người không biết chuyện còn tưởng là Dương Phi cố ý làm nhục Võ Tài Nhân, sợ sẽ làm hỏng thanh danh của Dương Phi. Ta đảm bảo thay Võ Tài Nhân nhất định sẽ cố gắng tìm mèo. Chuyện này vẫn là giao cho Võ Tài Nhân làm đi. Chúng ta ở đây đợi tin tốt đi. Thái tử luôn miệng bao biện giúp Võ Tài Nhân, người đàn người sướng ngăn cản ta thay bệ hạ tìm mèo rốt cuộc là có ý gì? Hay là phía thái tử cũng có chuyện gì không thể nói được với người khác? Đợi đã. Bùi Hành Kiệt, còn tưởng là ngươi có bản lĩnh to lớn gì mới vậy mà đã bức ngươi ra mặt rồi. Kịch hay cuối cùng cũng đến rồi, xem mấy người thu dọn thế nào. Xin thỉnh an Tào Vương. Làm loạn gì đấy hả? Đi đi. Y phục bị điện hạ lật lên, nô tài lại phát hiện hình như là thiếu đi mấy bộ. Nô tài vào lấy nốt. Ta không có thời gian để dây dưa. Người đâu? Cho ta vào. Khoan đã. Lôi Võ Tài Nhân ra cho ta. To gan, dám xông vào cung của Tài Nhân còn động tay với Võ Tài Nhân, muốn phạm thượng sao? Là ta bảo bọn họ ra tay đấy. Xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Ta khuyên thái tử đừng có xía vào. Có ta ở đây, ai cũng không được vào cung Võ Tài Nhân bừa bãi. Hoàng huynh, Võ Tài Nhân là thứ mẫu của chúng ta, thần đệ khuyên Hoàng huynh vẫn nên tránh hiểm nghi thì hơn. Hoàng huynh bảo vệ Võ Tài Nhân như vậy, danh không chính, ngôn không thuận, huynh không sợ bị người ta đàm tiếu sao? Vậy ư? Ta nhớ chẳng phải bệ hạ bắt Dương Phi phải tự suy ngẫm trong cung cầm lá cả. Dương Phi không ở trong cung nghiêm túc suy nghĩ mà lại chạy đến cung của Võ Tài Nhân tắc oai tắc quái. Ta thật sự không thể nhịn nổi nữa, bắt buộc phải nói câu công đạo. Thái tử, hôm nay ta nhất định phải vào tầm cung của Võ Tài Nhân. Ta khuyên thái tử một câu, bây giờ rút lui cũng chưa muộn. Nếu cứ nhất định phải nhảy vào hố lửa, sợ rằng thái tử cũng không gánh nổi hậu quả này đâu. Hoàng huynh, tầm cung của Võ Tài Nhân chúng ta không tiện đi vào. Thần đệ ở đây cùng Hoàng huynh, hãy để mẫu thân vào trong tìm một lượt. Nếu không tìm được, đệ sẽ tự mình xin lỗi Võ Tài Nhân, rồi đến nơi khác tìm mèo là được. Đan Thanh,
Tỷ tỷ, sao bên ngoài ồn ào vậy? Phá hỏng mộng đẹp của muội. Tỷ tỷ, đây là ai? Dương Phi, mạo muội rồi. Đây là muội muội nhà muội. Mấy ngày trước vào cung bầu bạn với muội. Hôm qua chúng ta tâm sự suốt đêm nên mới dậy muộn. Ngọc Liễu, mau đi tìm xem có mèo của Dương Phi ở đây không. Vâng. Hai vị tỷ tỷ cũng đi cùng ta đi. Chuyện gì thế này? Lẽ nào võ tài nhân sớm đã biết cái bẫy của Minh Nhi, cố tình giở trò để gài lại ta? Sao lại vậy chứ? Bẩm tài nhân, trong phòng chúng ta không có mèo. Nếu đã không có, vậy thì không làm phiền võ tài nhân nữa. Ta dẫn nô tỳ đến nơi khác tìm xem sao. Tỷ tỷ không ở lại uống chén trà sao? Bị nương cung tiễn tỷ tỷ. Bình Nhi, chúng ta đến nơi khác tìm xem sao. Phiền ngươi nói với võ tài nhân, ta cũng cáo từ đây. Mong võ tài nhân làm việc cẩn thận. Vâng, nô tỳ cung tiễn thái tử điện hạ. Bùi Hành Kiệm không ở trong tầm cung của võ mị nương sao? Trong tầm cung không có Bùi Hành Kiệm, võ mị nương cũng thoải mái để thị nữ bên mình dẫn theo người của chúng ta tìm khắp tầm cung. Tầm cung của cô ta cũng không lớn lắm, không thể có nơi ẩn nấp. Trừ phi Bùi Hành Kiệm đã thoát thân từ lâu. Còn không thể hiểu được, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, có thể nói là thiên la địa võng. Sao hắn có thể trốn được chứ? Lẽ nào hắn biết thuật độn thổ ư? Ta cũng không thể hiểu nổi. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm vào một điện hàm trì nhỏ bé mà vẫn để hắn chạy mất. Tiểu đậu tử, ngươi ra đây nói chuyện đi. Tiểu đậu tử thỉnh an võ tài nhân. Ngươi đứng lên đi. Chuyện hôm nay ngươi có muốn nói gì không? Sao ngươi biết được ta và Bùi Hành Kiệm gặp nguy hiểm? Tại sao lại kịp thời đến cứu giúp? Nếu chuyện hôm nay bị phát hiện thì sẽ em mất đầu đấy. Sao ngươi phải nhảy vào hố lửa này? Tiểu nữ đâu biết người và Bùi Hành Kiệm gặp nguy hiểm chỉ là trùng hợp mà thôi. Võ tài nhân, người từng giúp tiểu nữ, Bùi Hành Kiệm từng cứu tiểu nữ, hai người bị kẻ gian hãm hại. Tiểu đậu tử là người có ơn tất báo, giúp đỡ là lẽ đương nhiên. Trùng hợp ngang qua sao? Nhưng ta nhớ mình không hề gọi ngươi đến lấy y phục. Ta cũng không hề cần sửa y phục. Tiểu đậu tử, hôm nay ngươi cứu ta, ta rất muốn nói thẳng thắn với ngươi. Mấy tháng trước lúc ở thượng phục vụ, Trác đại gia hỏi ngươi chuyện chiếc túi. Khi đó ta đã biết ngươi giấu giếm rất nhiều bí mật. Khi đó ta giúp ngươi là vì tin rằng ngươi là người tốt bụng. Huống hồ trong thâm cung này có ai mà không giấu giếm gì đó. Ta không quan tâm ngươi có bí mật gì, khi đó không liên quan đến ta, ta có thể không hỏi đến.
Nhưng chuyện Bùi Hành Kiệm cả đêm ở điện Hàm Trì, ngươi lại biết rõ một một. Tuy ta và Bùi Hành Kiệm hoàn toàn trong sạch, hôm qua chỉ vì do có người dắp tâm hãm hại, nhưng trong thâm cung này, lòng người hiểm ác. Ngươi đã biết rõ chuyện này rồi, thì ta cũng phải biết, rốt cuộc ngươi là địch hay là bạn. Đâu thể nào ngươi là nữ hay nam ta cũng không biết. Nhưng muốn biết rõ chuyện này cũng không phải chuyện khó. Võ tỷ tỷ, đúng là muội có rất nhiều bí mật, thế nên khó tránh tỷ nghi ngờ. Tất cả những bí mật muội giấu tỷ là không muốn tỷ bị liên lụy. Vừa rồi tỷ hỏi muội là địch hay bạn, thâm cung hiểm ác, vì để tỷ yên tâm, muội đồng ý nói với tỷ thân thế bí mật và kế hoạch của muội. Muội và tỷ thực ra là người quen cũ. Bởi một năm trước, thật ra tỷ đã cứu mạng muội hai lần. Muội đã muốn khấu đầu tạ ơn tỷ từ lâu. Võ tỷ tỷ, nhiều năm trước hình như cũng có người gọi ta như vậy. Võ tỷ tỷ, tỷ có còn nhớ không? 11 năm trước có một cô bé tên Lưu Ly từng ở lại nhà tỷ, sửa lại lễ phục cho tỷ. Sau đó, quan binh đã bắt cô bé đó đi. Là tỷ nhờ một vị lang quân cứu cô bé ấy. Cô bé đó vẫn bị bắt vào dịch đình. Sau này, được Tôn Ngự Thị của Bất Lộc Vương dùng thuốc giả chết để cứu mạng. Lâm Thượng Phục và Trác Cẩn Vương đuổi đến Bất Lộc Vương muốn thiêu chết cô bé đó và thi thể của mẹ. Ngày đó cùng với ngày tỷ vào cung, trong cung cấm chuyện xui xẻo, thế nên người lại cứu cô bé đó một mạng. Muội chính là cô bé chạy trốn này đó sao? Muội chính là Lưu Ly, mẹ muội chính là An Đại Gia. Muội vẫn còn sống, thật sự tốt quá rồi. Võ tỷ tỷ là muội, muội chính là Lưu Ly. Cuối cùng Lưu Ly cũng có cơ hội trực tiếp cảm tạ ơn cứu mạng của võ tỷ tỷ. Ta từng nói lần đầu gặp muội trong cung đã thấy quen thuộc thân thiết rồi mà. Hóa ra muội chính là cô bé năm đó. Nhưng hôm nay sao muội biết được ta và Bùi Hành Kiệm gặp nguy hiểm? Rồi sao có thể đến cứu kịp thời giải vây giúp chúng ta? Chuyện này liên quan đến nghĩa phụ và tiểu thuận tử, ta không thể nói sự thật cho võ tỷ tỷ nghe. Tối qua muội tình cờ đụng phải mấy tên hắc y nhân vác một nam nhân đến điện Hàm Trì của tỷ. Muội thấy có điều bất ổn nhưng không dám nói chuyện này với người khác, lo lắng cả đêm. Sáng sớm lấy cớ lấy quần áo qua đây xem sao. Muội tốt quá, muội đã cứu ta, cứu Bùi Hành Kiệm. Ta cảm ơn muội. Không ngờ lại còn có cuộc gặp gỡ này, có thể để chúng ta gặp lại nhau trong cung. Võ tỷ tỷ có thể gặp lại tỷ, thân thiết với tỷ, đúng là tốt quá. Lưu Ly còn một chuyện vẫn luôn muốn hỏi tỷ. Năm đó người cứu muội từ phủ của tỷ, tài nhân Cam Lộ thị đến rồi. Bệ hạ truyền tài nhân đến điện Cam Lộ. Bệ hạ gọi người qua đó, tiểu đậu tử cáo lui trước, hôm khác sẽ đến thỉnh an tỷ tỷ. Hôm nay gặp được muội là chuyện ngoài ý muốn, cũng là chuyện mừng. Hôm khác ta sẽ đến tâm sự với muội sau.